chồng có chê không? Dạ, chồng con không chê ạ. Dạ, con ra hôm nay con xin là lên đây con cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha và cùng cộng đoàn. Con ở ngoài Bắc, con là năm nay Maria Trần Thị Mai, năm nay con 54 tuổi. Con bị cái bệnh mới nhất của con thì con vào đến đây là cái bệnh của tai con đây, là bác sĩ bảo là cô phải đi mổ, không mổ ngày mai là ăn vào trong não mà nó sẽ mù mắt. Con bảo không, tôi chỉ có tin pháp và Chúa thôi, tôi không đi đâu, nhất là tôi chỉ có vào trong cạnh lòng thương xót của Chúa. Mà ngoài các con là trong hội con có liên lập được 12 người, thì các người già nhất là 90 tuổi và con nhỏ bé nhất là con 54 tuổi. Thì trong hội là cho con ở đây đại diện và cũng viết mấy cái lá thư, thì con gặp cha ở mùng 1 ở Gò Vấp, thì con cũng bỏ phong vì đấy hôm nay là con bảo tôi thì con sắp về Bắc, thì con ước ao con gặp cha và làm chứng cho tất cả anh chị em ở ngoài đó. Chị gái con thì vừa qua cũng làm trong ban hành giáo 18 năm mà đau hết đùi đấy ạ, đau hết chân không đi được. Nhưng lòng khấn lòng thương xót thì là chúng con mượn được cái đài, thì chúng con nghe chuyển hết người nọ người kia nghe. Thế là chị con đấy khỏi, khỏi thì chị con bảo cố gắng nên làm chứng cho chị đi. Bây giờ là chị nhà khỏi, chị nên đánh trống được rồi, chị không phải điều lên mà bước cầu thang tập một bậc lầu một như này nữa, chị đi khỏe lắm rồi. Thì nên chị cố là làm chứng cho chị mấy. Thì những cháu con ở đấy thì hôm xưa thì đi điện rồi cho con và dì ơi, dì nhờ phấn cho cháu chứ không có cháu ngã xuống ao, cháu nay một sải chè to lắm, cháu ngã xuống ao như này mà không có ai cứu, mà thế nào thì có người đi qua, thế là họ gọi họ cứu được. Thì dì cảm ơn đến đây thì dì cảm ơn Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả gia đình con và Hallelujah. Ở đây người tặng cho chị một cái máy mà ở bên nhà quê chúng thấy có nhiều nơi rất là dễ thương, là có một cái máy thôi, cả xóm ta phải truyền nhau nghe, người thì ngày này rồi ngày kia, và có những nơi khác thì mỗi tối họ lại họp nhau lại nghe một bài trong vòng một tiếng, xong rồi đọc kinh xong rồi đi về. Và những hình ảnh đó rất đẹp, và hình ảnh đó là hình ảnh đẹp lòng mẹ nhất. Thay vì buổi tối ngồi ăn, ngồi nhậu, thay vì buổi tối ngồi hát karaoke, rồi thì ngồi nói sành, nói xấu, nói tám, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thay vì ngồi đó than thân trách phận, rồi kể lể kêu ca cằm rằm trách móc, thì con cái của Chúa, con cái mẹ nghe lòng Chúa thương xót, rồi truyền cho nhau nghe và hát lên lời tạ ơn Chúa. Như người chị em này từ ngoài Bắc lặn lội vô đây, với biết bao nhiêu lời nhắn gửi, lời tạ ơn mà chị phải chuyển đến để làm chứng vì lòng thương xót của Chúa. Chúa đổ tràn ơn phúc, hết ơn này đến ơn khác. Tôi gửi cho chị một đây một chùm chuỗi, và chị đưa cho những người trong nhóm nha, 12 người đúng không? Chắc là được 12 chuỗi đấy. Rồi một bộ sách những lá thư không gửi chị đưa về, rồi cũng truyền nhau mà đọc nha, truyền nhau mà nghe, rồi cái quạt cũng truyền nhau mà quạt nhé. Rồi đây là những móc khóa lòng thương xót, để tôi đưa được bao nhiêu hay bấy nhiêu chị cứ đưa về rồi bắt thăm nha, ai đọc kinh to nhất thì được. Hallelujah. Rồi về chúng ta rồi.